Nguyên tắc 1, đổ nhiều nước vào bình hoặc phi trước khi pha thuốc 2/3 phi, bình, hòa riêng từng loại, rồi mới đổ từng loại một vào bình hoặc phi. Nguyên tắc 2, thuốc dạng bột hay dạng hạt, VKP, VKG, HHN hòa vào nước trước, thuốc dạng nước hòa sau, phân bón lá hòa riêng rồi đổ vào cuối cùng. Nguyên tắc 3, khi nhỗn hợp các dạng thuốc nước thì thứ tự như sau, dạng chế tác SC, SL, HF huyền phủ cho trước dạng OD, DS dầu sinh học, dầu khoáng EC, ND, SL. Nguyên tắc 4, gốc carbamate kim loại trừ bệnh mancas F, copper, zin F, propin F, forcetyl aluminum, không nên hỗn hợp với thuốc trừ bệnh gốc kháng sinh, ninamicine, casumicine, streptomicine, valdermicine và phân bón lá. Nguyên tắc 5, các loại thuốc gốc cu như NORSHILD, CUPROXAT, Champion, CHAMPP, COCIDE có thể phối hợp các hoạt chất khác. Còn Qso 4, COP 85, Bozo Bordeaux chỉ nên phun riêng. Nguyên tắc 6, chỉ nên phối các thuốc trừ sâu hoặc trừ bệnh có cơ chế tác động khác nhau, đối tượng phòng trị khác nhau. Không nên phối các thuốc có cùng cơ chế tác động hoặc cùng đối tượng phòng trị, gây lãng phí. Ví dụ, A. Thuốc trừ sâu miệng nhai, thuốc trừ nhện, dẹp sắp miệng trích hút, thuốc xông hơi, tiếp xúc vị độc, chống lột xác, thuốc làm co cơ, thuốc làm ung trứng với thuốc gây độc thần kinh. B. Mancasep anchacol như vậy là phí thuốc. Nguyên tắc 7, thuốc trừ sâu dày có thể phối với thuốc trừ bệnh, chất điều hòa sinh trưởng và phân bón lá NPK trung vi lượng. Khi cây có biểu hiện bệnh thì không nên phối hợp bón lá NPK trung vi lượng hay thuốc điều hòa sinh trưởng có chứa đạm N sẽ làm bệnh nặng thêm. Chỉ khi nào trị bệnh dứt điểm mới tiến hành dùng các loại trên để phục hồi cây. Nguyên tắc 8, các loại thuốc khó phối hợp nhất khuyến cáo nên phun đơn. Nguyên tắc 9, các thuốc do cùng một công ty trực tiếp sản xuất thường hỗn hợp dễ dàng với nhau. Các loại thuốc có tạp chất nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng, khi phối với sản phẩm các công ty thương hiệu dễ dẫn đến hỏng thuốc. Nguyên tắc 10, thuốc dạng hạt ký hiệu sau tên thương mại của sản phẩm là H, G, G, G thì không nên hòa nước phun. Nguyên tắc 11, phối càng nhiều loại thuốc hoặc nhiều nhóm hoạt chất mà không tuân thủ 10 nguyên tắc trên càng dễ dẫn đến hư thuốc, kết tủa, đổi màu, thu tỏa nhiệt, sủi bọt, đóng ván, làm giảm hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Nên sử dụng các chế phẩm phụ trợ, bám dính, loang, thấm sâu để tăng hiệu quả thuốc chống rửa trôi như dầu khoáng, bám dính, trợ lực, rượu gốc.